Chào mừng các bạn đã đến với lớp học trực tuyến môn tin học cuối năm ngày hôm nay. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chủ đề 14 vẽ hình elip. Nội dung bài học: 1. Tìm hiểu về hình elip. 2. Lệnh vẽ hình elip và 3. Thực hành. 1. Chúng ta tìm hiểu về hình elip. Đầu tiên, tâm hình elip là điểm chính giữa của hình elip. Thứ hai, bán kính thì ở hình elip chúng ta sẽ có hai bán kính là bán kính đứng và bán kính ngang, thì chính là khoảng cách từ tâm đến điểm xe nhất trên đường elip theo chiều thẳng đứng là bán kính đứng, hoặc theo chiều ngang chính là bán kính ngang. Lệnh vẽ hình elip. Thứ nhất, bút vẽ nằm ở tâm hình elip. Chúng ta sẽ có cú pháp câu lệnh là elip cách bán kính ngang cách bán kính đứng. Ví dụ như là để vẽ hình elip có bán kính ngang là 100 và bán kính đứng là 50, ta sẽ nhập lệnh là elip cách 100 cách 50. Chúng ta sẽ có hình, nhập lệnh và kết quả. Thứ hai, lệnh có bút vẽ nằm ở trên đường elip thì chúng ta sẽ có cú pháp câu lệnh là elip 2 cách bán kính đứng cách bán kính ngang. Vậy chúng ta sẽ có một mẹo nhớ là nếu ở tâm sẽ là elip ngang trước đứng sau, nếu ở trên thì sẽ là elip 2 đứng trước ngang sau. Ví dụ chúng ta để vẽ hình elip có bút vẽ nằm trên đường elip và bán kính đứng lần lượt là 100 và bán kính ngang là 50, thì chúng ta sẽ nhập lệnh là elip 2 cách 100 cách 50. Và đây chính là cửa sổ nhập lệnh, đây chính là elip 2 và kết quả thu được chính là một hình elip có bán kính đứng là 100 và bán kính ngang chính là 50. Phần 3, thực hành. Chúng ta sẽ sử dụng lệnh vừa học điều khiển bút vẽ thực hiện những hình vẽ sau trên phần mềm logo. Xin lỗi, cô giáo lại sai cái chữ này rồi, tại cô giáo lấy luôn cái câu hỏi của slide lần trước mà cô giáo không để ý cái chữ này. Rồi, chúng ta sẽ có 3 hình lần lượt. Vậy các bạn sẽ nhìn, nghe cô phân tích hình này. Đối với hình A thì chúng ta thấy rằng là hình A đầu tiên có hình elip nhỏ nhất là nằm trong cùng, sau đó đến hình elip lớn hơn và cuối cùng hình bên ngoài. Hình bên ngoài này nếu các bạn quan sát thì nó chính là hình tròn. Hình tròn thì bán kính đứng và bán kính ngang của nó sẽ là 1. Còn hình elip thì chúng ta sẽ nhìn này, ở đây bán kính ngang sẽ lớn hơn bán kính đứng. Tương tự hình elip thứ hai cũng vậy. Mà ba hình này có điểm hai bên hông trùng nhau, vậy tức là ba hình này đều có chung bán kính ngang và bán kính đứng của nó sẽ là hình trong cùng nhỏ nhất, sau đến hình thứ hai và cuối cùng chính là hình lớn nhất là hình tròn ba bên ngoài. Ở cái hình B thì nó lại ngược lại hình A này, bút vẽ vẫn nằm ở tâm nhưng bán kính đứng của ba hình này là giống nhau và bán kính ngang thì là khác nhau. Hình trong cùng là bán kính ngang nhỏ nhất, xong đến hình thứ hai và cuối cùng là hình tròn nằm bên ngoài. Vậy các bạn cứ nhìn này, các bạn có thể lật đổ cho nhau nha. Ví dụ như là hình trong cùng ở cái hình elip A chính là elip có bán kính ngang là 100, bán kính đứng là 50, thì cái hình B sẽ là elip có bán kính đứng là 100, bán kính ngang là 50. Đó, tức là các bạn nhìn cái cú pháp câu lệnh này và các bạn lật ngược lại cái bán kính đứng và bán kính ngang của A về B lại với nhau chính là sẽ ra hình. Còn hình C, hình C các bạn thấy rằng là bút vẽ nằm ở trên hình elip và chúng ta thấy rằng là ở đây nó chỉ có một hình elip thôi, một hình, tức là một loại hình elip thôi. Và chúng ta sẽ nhìn câu lệnh này, chúng ta sẽ vẽ một hình elip, sau đó chúng ta sẽ xoay chiều nó, thì các bạn sẽ đếm bông hoa để các bạn tính góc quay nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Vậy mình sẽ gì, ở cái bông hoa này mình có 8 hình elip bằng nhau. Vậy chúng ta sẽ lấy 360 chia cho 8, vậy góc quay sẽ là 45. Vậy chúng ta sẽ viết như sau: vẽ một hình elip có bút vẽ nằm trên hình elip, sau đó chúng ta sẽ quay một góc là 45 độ. Chúng ta quay bên phải hay quay bên trái cũng được,
Nhưng các bạn nhớ là đã quay bên nào thì sẽ phải quay bên đó hết một vòng. Vậy ở đây chúng ta sẽ cứ vẽ một hình elip, sau đó quay 45 độ và lần lượt làm như thế 8 lần, chúng ta sẽ có được hình C. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn cô giáo vẽ thử nha. Các bạn sẽ quan sát. Hình A. Các bạn quan sát hình A này. Hình A là bán kính ngang giống nhau đúng không? Bán kính đứng khác nhau. Vậy chúng ta sẽ viết như sau. Chúng ta sẽ tắt chữ V đi để được, để chúng ta vẽ viết cho nó đỡ có dấu do gì. Hình elip có âm R. E là L I P S E cách. Vừa bán kính ngang là giống nhau đúng không? Mà elip bán kính ngang sẽ là trước, bán kính đứng sẽ là sau. Vậy thì mình sẽ ghi là bán kính ngang là 100, bán kính đứng là 50 này. Rồi tiếp tục. Cái hình số 2 thì bán kính ngang là giống nhau nhưng bán kính đứng là khác nhau. Vậy cô giáo sẽ đổi cái bán kính này của nó lên 80. Và hình cuối cùng là hình tròn. Vậy hình tròn thì nó chính là hình elip có bán kính ngang và bán kính đứng bằng nhau. Vậy ở đây cô giáo sẽ sửa lại. Rồi đây chính là hình A. Và các bạn sẽ dùng bitmap cell and các bạn sẽ lưu lại chủ đề 14. Chúng ta sẽ mở là ra. Và chúng ta ghi ở đây là hình A. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xóa trắng bút vẽ đi. Và bây giờ mình sẽ nhìn này. Vừa rồi cô giáo nói rồi, hình A với hình C là nó lật bán kính lại cho nhau, bán kính lại cho nhau thôi. Ví dụ như là hình A thì có bán kính ngang bằng nhau thì hình B sẽ có bán kính đứng là bằng nhau và bán kính ngang lần lượt đó. Vậy bây giờ mình sẽ viết này. Ở hình B thì chúng ta sẽ lấy câu lệnh đầu tiên và chúng ta đổi ngược lại là bán kính đứng là 50 và bán kính ngang là 100. Chúng ta sẽ quan sát đây chính là hình đầu tiên. Và hình số 2 của mình là mình đổi lại cái này thôi. Đó. Hình số 3. Bán kính đứng, bán kính ngang bằng nhau. Đó, vậy đây chính là hình B. Chúng ta sẽ lưu lại hình B. Chúng ta sẽ ghi ở đây là hình B. Và cuối cùng là hình C. Hình C các bạn chú ý là bút vẽ nằm ở trên hình elip. Vậy cái bút, cái hình elip này nó có chiều giống cái hình này đúng không? Vậy ở đây sẽ là bán kính đứng là, các bạn chú ý ở đây, đối với elip 2 thì sẽ là bán kính đứng trước và bán kính ngang sau. Vậy ở đây sẽ là bán kính đứng sẽ lớn hơn bán kính ngang nha, vì nó theo cái chiều này này, các bạn nhìn này, đứng lớn hơn ngang. Vậy bây giờ mình sẽ cú pháp lệnh là cô giáo sẽ tận dụng cái lệnh này luôn và cô giáo đổi nó lại elip 2 thôi. Vẽ một hình này, sau đó mình sẽ quay một góc thì 45 độ và lần lượt mình cứ làm như thế 8 lần được một rồi đúng không? Hình 2 quay, 3 quay, 4 quay, 5 quay, 6 quay, 7 quay, 8 quay. Đó, bút vẽ trở về ban đầu. Và bây giờ chúng ta xem lại hình C. Rồi, vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn các bạn vẽ lần lượt 3 hình trong phần thực hành ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ hoàn thành tốt phần thực hành. Tạm biệt các bạn.